Hello cả nhà, trưa nay tiếp tục đi ra vườn hái táo đợt 2 nha cả nhà. Kỳ rồi là sang hái được một đợt rồi, hái sơ sơ xung quanh mấy cái lưới, cho nên là kỳ này sẽ hái đợt thứ hai. Đợt này thì sang sẽ hái những cái trái mà bự nhất, ngon nhất để 2 ngày nữa ba má sang về Việt Nam sẽ đem về bển cho gì sang ăn, nó đem về bển cho bà con bên Việt Nam ăn nữa. Bây giờ tiễn mấy 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 em bự bự trước, còn bao nhiêu trên cây còn nhỏ nhỏ thì mình để mình ăn lai rai từ từ. Đó, cây táo này bữa hổm đợt đầu trái nó quá trời nhiều luôn. Mấy năm trước không biết cái hái một lượt cái ăn không hết. Bây giờ hái từ từ. Đó, mấy mấy trái nào ngoài lưới mình hái trước. Còn cái trái nào bự mình hái sau, tại vì cái ngoài lưới chim nó thọc mỏ vô nó ăn. Cái trên đầu này đi. Trên đầu cái này luôn nè. Có mấy trái nó bị, ê, rất non rất non. Mấy trái nó bị thúi luôn. Ồ, em này bự nhất nè. Này. Trời ơi, nó thọt cái mỏ nó vô nó để ăn uổng không? Cái trái đẹp thiệt là đẹp. Nè. Nó thọt mỏ nó ăn là bị thúi rồi đó. Cái này chắc nghĩ hai miếng chùm này đi ha. Rồi, rụng hết. Để hai trái luôn. Hai tay lắm mới được kim thầy. Dặn cái này đụng cái kia. Nè, sao về xuống như sao? Thấy nó dập. Xì xuống từ từ. Năm rồi Sang cũng có hái mới cho má Sang đem về Việt Nam á. Ở bà con ở Việt Nam ăn thích quá trời luôn. Bây giờ sang qua bên kia đi. Hái mà không thấy đường hái luôn. Lá nó che mặt. Quá trời không. Bên này tên này con. Trái bự quá ha. Hai trái ăn lượt đều với nhau luôn. Rất hoàn. Cái chưa biết ngay à. Thấy cái đó lại rụng cái kia à. Cầm không hết. Em nó cặp cặp. Đúng rồi. Xuống sang vỏ này. Nặng đó rồi. Ôi, leo lên cây không có đỡ nón được. Tụt lum hết trơn. Đó, một vỏ ha. Rồi nếu mình vô mình lấy khăn mình lau cho nó sạch sẽ mình đưa cho ngoại. Đợt này trái bự không. Rồi, lên hái tiếp. Rồi bây giờ hái bên phía bên đây. Trái nằm mình dễ hái nó. Không có rụng có rớt.
Ừ. Chùm này bự này, chùm này trái này bự nè. Nhìn thấy nó mắc kẹt trong đây á, thấy nó ngộp vậy, ngộp cho trái táo nhiều quá. Rồi hái có tên trái kiên trái mà nó mau đầy rổ à. Nhiều quá, trái lớn nè. Hái cho nó nhẹ bớt cái táo đó rụng rồi. Hồi nó lụm sao. Nó có cái chùm này như ngạt khở vậy. Ừ, cái sau này có cái chùm trái lớn xíu không? Cái đó phải về thang này. Đau quá. Nè, chỗ này, chỗ này. Đó, cái táo này thì sang thu hoạch nó gì xong gì này ha, cái bắt đầu sang cho nó miếng phân bò ở dưới gốc, xong rồi cho nó một mớ phân bột, phân trái, phân organic á, bỏ ở dưới gốc cho nó. Cái này là giữa mùa thu nè, để mà mốt mùa đông á nó trữ năng lượng phân ở trong đó đó, bắt đầu là nó qua mùa xuân á nó ra bông ra trái nhiều lắm. Đó. Nào hai đường hái, nào cắt được cắt nha. Quá trời cái này sao ta. Hai nguyên chùm thì có trái bự trái nhỏ không muốn hái. Ó, hái chưa? Ó gì? Rồi. Dối. Nghịch tay quá. À, chùm này. Ôi. Này để từ từ. Dời cái này quá đâu. Thôi hái cho rồi đi. Cắt nhanh. Nặng tàn chết. À. Hái được cái em này mấy em kia. À, ok. Này bự nhất. Người trái đỏ, trái bự mình hái trước này. Ui. Đúng. Giờ tay quay tay hái luôn. Còn nhỏ. Ý da, rồi rớt rồi. Này công nhận hôm nay trái thì ghê thiệt chứ, quá trời nhiều luôn. Đang bự rồi thằng hái đây. Trái này bự, trái này ngon nè. Nhớ cái này coi. Trái này bự nha. Này hư. Mấy cái trái kia hư nó cũng dễ bị rụng lắm. Nó yếu rồi đó. Nè cái chùm này bự sao dối ta. Cái. Ngon lành. Dối.
Anh Tê. Ok. Rồi, tiếp tục giỏ thứ hai. Hai táo không đổ mồ hôi. Rồi dối dối trên cây. Đó. Nguyên sệ đấy không? Rồi bây giờ hái mấy cái chùm sát bên cái lưới này nó hay thọt mỏi vô nó cắn nè. Quê cây kéo. Cho nên là mình hái cái mấy cái chùm đó cho chó đó luôn đi rồi mình chừa lại đực sau cùng. Rồi chùm. Ờ cắt chùm thôi. Này dây dê ra ngoài cái lưới. Rồi đi. Dễ ăn lắm nè, lúc đó thấy không? Sát bên cái mé lưới là nó ăn à. Rồi. Ok rồi đó. Nên. Này lên này. Cái trên đó nó bị kéo nó xuống à. Đó. Chắc được anh sao chừa mấy cái chỉ ra để nó đỡ cho cái lưới á. Nhưng thôi được đó. Cái trái dưới này nó nhỏ ha. Ừ. Nhiều quá, ăn đâu có hết, đưa cho ngoại ăn. Mới đem về Việt Nam, còn mới đi mình ăn. Một xề táo Fuji, táo Nhật. Rồi, hái sơ sơ cũng đợt 2 cũng thêm được một xề táo Fuji nè cả nhà, đó. Nặng quá trời nặng luôn, khiên muốn tưởng bị lủng cái xề. Bây giờ sang tiếp tục review táo Fuji nha. Ngon quá ha. Ăn tươi luôn. Táo này cái màu nó không được đẹp bằng táo táo gì á, lady cái gì có nhiều loại lắm, cái táo mà loại đỏ đỏ trái đỏ quét luôn, nhìn hấp dẫn lắm. Rồi mời cả nhà nha, ăn táo Fuji với Sang nè, lại ăn miếng cho vui. Thank you. Rồi, mọi người ngon ha. Bữa hôm Sang có review một lần rồi, nhưng mà cái này ai chưa xem á thì Sang review lại. Ngon. Táo này ăn ngọt. Thịt nó dẻ, nó không bị xốp. Nó ngọt. Nó có nhiều nước. Thịt chắc, không xốp. Nó còn sấm nó chưa chín á, đa số là cái màu nó xanh xanh như là gì ăn vẫn được. Nó chín á, ban đầu nó có cái màu đỏ bầm lên chút. Đó, cây quýt này á, thì bắt đầu bữa nay nó vàng ươm hết rồi, cả nhà nó chín rồi đó. Hồi nãy nó có Sang bẻ thử con trái Sang ăn thì nó chưa được ngọt lắm, nó mới đổi màu thôi. Cái loại này là nó chín nó màu ngã màu vàng gì đó, giống như Việt Nam mình kêu quýt tiều vậy ha. Còn bên cái cây cam bên đây á là nó cũng mới hờm hờm mà nó cũng còn xanh xanh. Cái quýt này là năm nay cũng trái cũng bội thu á nha. Cam cũng nhiều hơn năm ngoái ha anh sao? Cam này cam Neville. Còn kia là quýt Nhật không hạt. Japanese seedless mandarin á. Có không? Trái quá trời trái luôn. Cái loại này trái sai lắm. Loại nó không có hạt nha.
Rồi cả nhà ơi, Sang tạm dừng video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.